chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của chúng mình. Khi Ronaldo đối đầu đồng đội cũ tàn sát không sót một ai. Ở World Cup được tổ chức trên đất Đức vào năm 2006 và đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Anh ở tứ kết, Cristiano Ronaldo, ngôi sao đăng lên của MU, đối đầu với quốc gia mà anh đang chơi bóng và hơn hết đối đầu với người đồng đội Wayne Rooney. Trận đấu trở nên nổi tiếng bởi sự cố Rooney bị thẻ đỏ rời sân và trước khi trọng tài rút thẻ, Ronaldo đã chạy tới hối thúc trọng tài rút quyền thi đấu của đồng đội mình ở MU. Khi mục tiêu đã đạt được, Ronaldo có một cái nháy mắt hướng về phía băng ghế dự bị của tuyển Bồ Đào Nha. Báo chí Anh tỏ ra khá gay gắt với Ronaldo khi cho rằng CR7 là một phần lý do khiến Rooney bị đuổi khỏi sân. FIFA sau đó đã từ chối trao giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải cho Ronaldo vì cho rằng hành vi của anh trong tình huống của Rooney là không đúng mực. Nếu thấy video hay, đừng quên cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel để luôn cập nhật những video mới nhất. Từ khi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Ronaldo đã kinh qua nhiều câu lạc bộ, từ Sporting Lisbon, MU cho đến Real và bây giờ là Juventus. Đi tới đâu, anh cũng gây ấn tượng, làm nên những kỷ lục mới và đem đến những màn trình diễn siêu hạng hấp dẫn người hâm mộ. Cũng chính vì từng đầu quân cho nhiều câu lạc bộ như thế, nên ngôi sao người Bồ có rất nhiều đồng đội. Vậy bạn đã từng có dịp xem lại những lần CR7 chạm trán những người đồng đội cũ của mình chưa? Nếu chưa, thì ngay bây giờ hãy cùng xem qua clip sau đây để thấy được siêu tiền đạo 35 tuổi của chúng ta đã tàn sát họ như thế nào nhé! Pique chính là đối thủ thường xuyên kèm cặp Ronaldo trong những trận siêu kinh điển. Nhưng ít ai ngờ cả hai từng là bạn thân khi còn là cầu thủ trẻ ở MU. Pique và CR7 đã cùng Quỷ Đỏ lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2007-2008 và chức vô địch Champions League trong cùng năm đó. Nói về người đồng đội cũ, Pique chia sẻ rằng Cristiano là một cỗ máy hoàn hảo và một người nỗ lực luôn muốn nâng cao khả năng. Và cũng không ít lần trong sự nghiệp thi đấu, Ronaldo khiến cho trung vệ người Tây Ban Nha muối mặt trên sân cỏ. Điển hình như ở tình huống này, trong một đợt phản công nhanh, CR7 rê bóng vặn sườn Pique trước khi tung cú sút đưa bóng đi vào góc cao, biến nỗ lực bay người của Ter Stegen trở nên vô nghĩa. Wayne Rooney. Ronaldo có mặt ở MU từ mùa 2003-2004 và đóng đinh ở vị trí khuấy đảo hai biên. CR7 khi ấy chỉ có 9 bàn trong mùa giải 2004-2005, 12 bàn trong mùa giải 2005-2006. Thế rồi, mọi chuyện thay đổi chóng mặt sau World Cup 2006. CR7 sau một mùa hè đã thay đổi vóc dáng đến mức Gary Neville sau này thừa nhận rằng anh giống với một tay võ sĩ hạng bán trung. Cùng với đó là sự thăng tiến vượt bậc làm bàn đạp cho những mùa giải huy hoàng sau đó của CR7. Khi ấy, Rooney đành chấp nhận trở thành phụ tá khi thường xuyên phải lùi sâu. Có một khoảnh khắc mà có lẽ người hâm mộ bóng đá còn nhớ như in. Đó là kỳ World Cup được tổ chức trên đất Đức vào năm 2006 và đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Anh ở tứ kết. Cristiano Ronaldo, ngôi sao trẻ đăng lên của MU, đối đầu với quốc gia mà anh đang chơi bóng và hơn hết đối đầu với người đồng đội Wayne Rooney. Trận đấu trở nên nổi tiếng bởi sự cố Rooney bị thẻ đỏ rời sân và trước khi trọng tài rút thẻ, Ronaldo đã chạy tới hối thúc trọng tài rút quyền thi đấu người đồng đội của mình ở MU. Khi mục tiêu đã đạt được, cầu thủ sinh năm 1985 có một cái nháy mắt hướng về băng ghế dự bị của tuyển Bồ Đào Nha. Và sau đó, Ronaldo khi trở về với sân Old Trafford đã đối mặt với những tiếng la ó từ chính các cổ động viên MU. De Ligt.
Trước khi làm đồng đội của Ronaldo tại Juventus, De Ligt từng có những năm tháng gắn bó với Ajax, và trong những lần chạm trán với ngôi sao người Bồ ở cấp câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, người đàn em De Ligt thường nhiều lần bị Ronaldo cho ăn hành. Một lần ở chung kết UEFA Nations League 2019 giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, sau khi trận đấu khép lại, CR7 đã đến bên De Ligt và có lời đề nghị táo bạo: hãy đầu quân cho Juventus. Và tháng 7 năm 2019, ngôi sao Matthijs De Ligt đã chính thức gia nhập lão bà thành Turin với giá chuyển nhượng lên đến 85,5 triệu euro. Deco. Deco là một trong những cầu thủ hiếm hoi chứng kiến sự trưởng thành của cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi. Với tư cách là một người đàn anh, cựu cầu thủ của Barca đã giúp đỡ Ronaldo rất nhiều kể từ khi siêu sao người Bồ lần đầu được khoác áo tuyển quốc gia. Thế nhưng trong những lần đồng độ ở cấp câu lạc bộ, chẳng hạn như ở khoảng thời gian Ronaldo khoác áo MU, còn Deco thi đấu cho Chelsea, CR7 cũng không ngần ngại mà làm muối mặt đàn anh của mình như thế này. Ramos. Ronaldo và Sergio Ramos từng là hai cái tên đóng vai trò chủ chốt cho thành công của Real ở mùa giải 2017-2018 khi lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, trong màu áo tuyển quốc gia hay sau này Ronaldo rời thành Madrid, cuộc chạm trán giữa hai cái tên này cũng khiến người hâm mộ rất mong chờ. Ramos được xem là một trong những trung vệ toàn diện nhất thế giới. Anh không chỉ mạnh mẽ mà còn có nhiều tiểu xảo. Bên cạnh đó, khả năng tham gia tấn công cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, người đối mặt với anh là Ronaldo, cầu thủ hàng đầu trong số những người hàng đầu thế giới. Và ở những lần đối mặt nhau như thế, màn trình diễn của cả hai càng giúp cho trận đấu thêm phần kịch tính hơn. Ferdinand đá chung với Ronaldo 221 trận khi cầu thủ Bồ Đào Nha còn khoác áo Manchester United. Trung vệ người Anh chính là người đã chứng kiến Ronaldo từ một cầu thủ ở dạng tiềm năng trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Fan Ronaldo chắc hẳn ai cũng biết trận đấu giúp anh đổi đời năm 2003. Đó là trận đấu giao hữu giữa Sporting Lisbon và MU. Và cậu bé mang áo sọc xanh trắng khi ấy đã khiến cho tất cả các cầu thủ Quỷ Đỏ, trong đó có Ferdinand, phải sửng sốt.
Về sau, huyền thoại người Anh tiết lộ những nhận xét về CR7 khi ấy. Chúng tôi đều nghĩ rằng chàng trai này xuất sắc đến khó tin. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau đó, chúng tôi cùng đến gặp huấn luyện viên và nói rằng chúng ta phải mua được cậu ấy. Và không tiếc khi mà giờ đây, Ronaldo trở thành một cái tên vĩ đại trong làng túc cầu với kỹ thuật và tốc độ kinh ngạc khiến cho Ferdinand trong nhiều lần đối mặt cũng phải e dè. Ricardo Cavanho. Trước khi làm đồng đội với nhau ở Real, Ronaldo và Ricardo Cavanho từng chạm trán nhau trong những trận MU gặp Chelsea. Và hình ảnh người ta thường thấy chính là cậu bé rô điệu mới tuổi đôi mươi khi ấy, khiến cho Cavanho phải khổ sở truy cản, thậm chí phải phạm lỗi mới có thể ngăn được những bước chạy điêu luyện của ngôi sao trẻ người Bồ này. Các bạn vừa xem lại những khoảnh khắc Ronaldo đối đầu với những người đồng đội cũ. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like, share để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.